đi làm việc đi. Hãy trả. Đi làm việc đi. Bỏ cái gì vô nữa vậy? Con rồi bỏ cái gì vô nữa nè, xách cái túi đi làm việc coi, cầm cái túi đi học. Học hả? Khoan để mẹ, để mẹ dài lại cho con học. Rồi nè, đi học đi nè. Còn cái túi bên kia nữa kìa. Bác sĩ cầm dao ở đâu ạ? Sao bác sĩ nhét dao vô túi? Rồi còn cái túi bên đây nữa nè con. Hai túi. Hai túi nè. Còn cái túi này nữa. Bác sĩ chôm đồ nghề về hả? Bác sĩ chôm đồ nghề về phòng khám hả? Phải không? Bác sĩ đi vô bệnh viện chôm đồ nghề phòng khám về hả?